Ok, và xin chào tất cả anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu trường chân lý nhá. Và mình đã nhận được rất là nhiều yêu cầu của rất là nhiều bạn đã comment phía dưới trên kênh YouTube của mình. Anh em đưa ra rất là nhiều ý tưởng hay luôn. Và mình sẽ cố gắng làm hết những cái ý tưởng của anh em đặt ra cho mình. Nhưng mà mình sẽ chọn lọc ra những cái ý tưởng nào hay nhất và mình sẽ làm trước cho anh em xem đã. Rồi. Và bây giờ thì mình sẽ giới thiệu cho anh em xem là một cái bộ hệ theo mình đánh giá ấy, đây là theo đánh giá cá nhân của mình thôi, là cái bộ hệ này là giống kiểu như là mạnh nhất thời điểm hiện tại. Ok, anh em sẽ cùng mình xem là tại sao mà cái thằng cường này mà nó lại bảo là cái bộ hệ này nó lại mạnh nhất meta hiện tại thời điểm hiện tại. Chúng ta sẽ cùng xem thằng cường này nó sẽ cho anh em xem cái gì. Rồi, hay là nó chỉ gọi là nó nổ hay sao, hay nó phét. Rồi, anh em sẽ cùng xem nhá. Ok, hiện tại thì mình đã có được một cái bộ hệ, đó chính là hệ sát thủ và hệ nhẫn giả. Cái hệ này theo mình gọi là cũng đánh giá luôn, theo mình đánh giá là hệ mạnh nhất thời điểm hiện tại. À đúng không, mạnh nhất những cái round đầu như thế này. Tại vì mình đã có được hai con 2 sao, đó là con Z và con Kha'Zix. Là hai con này trong cái bộ sát thủ. Còn bên kia chút nữa mình cũng bán nó đi thôi. Gặp ai đây? Lesin mù quy xịt. Lesin mù chắc chắn là phải quy xịt rồi. Ok, Z mình sẽ lên cho nó một cái đại bác lên thanh. Cái đại bác lên thanh này chúng ta có khả năng gọi là gấp đôi tập đánh nhanh nha, cho nên nó rất là hữu ích cho cái con Z này. Và cũng nhân tiện đây thì anh em nào mà có ý tưởng gì hay thì hãy đừng quên là comment góp ý cho mình biết. Và anh em nào đang xem thì hãy ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình mỗi ngày nhá. Đấy là những nguồn động lực giúp mình mỗi ngày sản xuất video cho anh em xem. Một lần nữa cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã xem video này của mình. Ok, bãi quái à. Bãi quái này thì mình sẽ úp một cái level lên. Mình sẽ cho một cái con Pai vào nhá. Bán ra đi. Tại vì chắc là mình sẽ không chơi cái con chơi con kia đâu, không chơi con Rengar về đây đâu anh em. Chuỗi hệ của mình là cái chuỗi hệ sát thủ hư công, kèm thêm đó là hệ đấu sĩ đó. Đấy, anh em sẽ cùng mình xây dựng xem cái hệ này. Mong là cái pha tiết kiệm tiền này thì chúng ta sẽ không bị thua người đá. Vì mình gọi là chơi ba sát thủ mà, đấy, không cần xếp đội hình luôn. Xem mọi người đánh đấm như nào. À, chết cả, làm gỏi những người đá nhanh thôi. Sát thủ đúng là mạnh thật. Có CC từ phía của Pai nữa. Con Z này anh em, nó cả phi tiêu xa luôn nha. Phi tiêu nó cũng xa luôn nha, không phải tầm đánh xa nữa đâu. Phi tiêu nó xa rồi, tức là gấp đôi cái đòn phi tiêu luôn thì phải. Gấp đôi nữa thì bá quá anh em ạ. Bá quá. À không, ông không ăn được người đá này. What the fuck. Không ăn được người đá nữa. Mới có giò luôn chứ. Úp một cái level lên 28 tiền. Ok, sẽ cho con Rek'Sai vào. Bây giờ thì vẫn chưa kích hoạt được cái hệ hư không nữa. Cho Pai tìm băng đi. Ok, cho con Rek'Sai nhỉ. Rek'Sai Pai. Rek'Sai đi. Rek'Sai này nó trong cái bộ mà bộ đấu sĩ á, nó rất là nhiều máu. Cho anh em xem Rek'Sai siêu máu luôn. Ai đây? Bộ tộc người lùn à? Anh em biết khắc chế của bộ tộc người lùn là bộ gì không? Bộ gì cũng có thể chúng ta khắc chế được con người lùn này. Nếu mà chúng ta dồn cái lực đam chủ lực vào một cái con nào đấy và có thêm một cái đại bác lên thanh nhá. Cái đại bác lên thanh này nó không bao giờ né được. Thì lại dính là 100% chứ không bao giờ né được. Đấy. Đây là cái anh em, cho anh em nào chưa biết thôi. Thì anh em nào biết giờ thì thôi. Xin à. Ok. Kha'Zix này. 1, 2. Thiếu một con nữa. Bây giờ mà tôi cho Kassadin vào thì cái lượng máu của Kassadin á nó vẫn thấp hơn con Vayne 2. Và chúng ta kích hoạt được thêm cái hệ ư không. Mà thôi cứ để đấy đã. Mình sẽ lên được Kassadin 2 đã. Hiện tại thì mình vẫn chưa thua ai cả mà. Chắc là mấy ông này chưa có dàn tăng vững chắc đâu. Chúng ta cứ từ từ mà chơi, không việc gì phải vội cả.
À đây. Đấy, mấy ông này chưa có hệ hiệp sĩ mà. Ông này chơi hệ gì đây? À, hệ hóa hình sư đúng không? Ông này chơi hệ hóa hình sư này. Hóa hình sư. Làm gỏ hết cho tôi. Không xong rồi, Z của ta bị bắt rồi. Đã rút được xoay. Cố lên, cố lên. À, mày quá. Từng thua cái ông này thì nó hơi nhỏ một chút. Hơi nhỏ một chút. Cái hệ sát thủ mà chúng ta chơi về những cái phát đầu game này thì rất dễ giữ máu nhá, rất dễ giữ máu luôn. Đấy, anh em rất dễ để có thể gọi là hạ máu đối thủ xuống. Đấy, anh em thấy là mình đã mất một tiết nào đâu. Và bây giờ mình có hai con Z2 rồi. Mà con Z này mà nó lên được 3 sao thì cái sức mạnh của nó là vô bờ bến nhá anh em, vô bờ bến. Chứ không phải là dạng vừa đâu. Không này, chơi Z à? M4A1. Không phải là tên M41E. BE. Ok, lại gặp Zeki. Zeki K rồi. Zeki K. Làm gỏ nhanh cho tôi. Này thì người lùn. Này thì người lùn. Nghe thấy không? Người lùn này. Người lùn. Đại bác Liên Thanh là khắc chế cứng nha. Khắc chế cứng của người lùn nha. Mà anh em bị chơi cái con Darius. À cái con Draven hay là chơi con gì đấy mà nói lên Đại bác Liên Thanh này. Nó làm đam chủ lực thì thôi chứ. Cực kỳ bá đạo. Chứ không phải là bá nha. Cực kỳ bá luôn. Ok, top 1. Không có quyền lựa chọn rồi. Chúng ta đành phải xem những người đi trước chọn thôi. Round này thì có thì vàng. Nhưng mà liệu là ông nhóc siêu anh ta có chọn thì vàng hay không. Chủ lực 4 nhanh tay. Ok, chủ lực 4 đã cướp đi cái thi vàng của nhóc cắt siêu rồi. Không xong rồi. Bây giờ tôi biết lấy gì đây anh em. Darius à. Cho lấy Darius. Úi xồi, cũng bị cướp luôn. Cũng là số nhỏ mà. Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác các bạn ạ. Có giò thật. Ông chóc siêu này ông bị tổn thương nhưng mà ông lại để cho mình tổn thương theo. Được đấy. À, mình sẽ bán này đi. Cho Rek'Sai dấp máu luôn. À, Zik này. Pai này. Z này. Oh, Z. Z của mình mà lên được 3 thì thôi. Không ngại. Không ngại bố con thằng nào luôn. Chủ lò 4 à? À, chủ lò 4 gì đây? Garen Vũ Thủy. Garen Vũ Thủy sao? Này thì Garen Vũ Thủy. Này thì Garen Vũ Thủy. Chết rồi, tôi là không lại Garen Vũ Thủy rồi. Không phải nhiều tanh quá à. Tại vì anh em biết tại sao mà mình chưa chơi cái hệ hư không sớm à. Tại vì cái hệ này thì cho con kia con Cassadin vào cũng được. Nhưng mà mình thích cái con mà con chó gát hơn. Vì con chó gát thì nó có thêm cái hệ đấu sĩ nữa. Ok, chúng ta đã bị tiêu diệt rồi. Khi nào mới cho tôi con mới cho tôi con đấy đây ta. 8 tiền. Pha này thì mình có thể up level lên. Đây up luôn. Cho tôi một con chó gát được. Perfect luôn anh em. Perfect luôn. Như mình nghĩ luôn. Con ven kia mình cũng là để đấy cho nó gọi là cho vui thôi. Thì mình cũng không chơi nó nhiều đâu. Biusuki. Ok, Biusuki chơi được gì đây? Nguyên tố à? Chưa gì mà đã có Garen 3 sao rồi. Úi xời ơi, Nguyên tố. Úi xời ơi. Z đúng mạnh luôn anh em. Bây giờ chúng ta chỉ cần gọi là tiêu diệt những người bên trong trước và người đã xử lý sao là ổn áp ngay. Tính tiền cho Biusuki. Tại thì mình đang có 50 tiền. Số tiền vừa đủ để chúng ta gọi là ăn chơi tiêu xài đến cuối con đời luôn. Rồi. Pai 2 này. Không có gì hết.
không biết tại sao mà mình hay dừng ở cột mốc 52 vàng thay vì cái cột mốc 50 vàng không? Tại vì khi mà chúng ta xuất sắc lần này ấy, thì nó sẽ, nếu mà chúng ta hên thì nó sẽ ra một cái tướng mà chúng ta cần. Còn sẽ bị chúng ta sẽ bị mất, chúng ta mua cái vị tướng đấy thì chúng ta sẽ mất đi cái cột mốc 50 vàng đấy. Cho nên là mình sẽ cố gắng kiềm chế. Ok, một kiếm BF à, thế là mình sẽ cho con Z ta. Đóng sĩ này. Ok. Ok, vậy ổn rồi. Tại vì mình tính là chơi bốn đấu sĩ nữa cơ. Cho Z đi. Ai đây? Lại là Lê Xin. Một, hai con bạt sao rồi. Hai con bạt sao anh em ạ. Rất tiếc, rất tiếc cho Lê Xin mù quý xịt. Ơ chết rồi. Z của tôi sao bốc hơi vậy? Con Z có đồ tự nhiên bốc hơi luôn cả. Mày là bàn ác thế nhở? Liệu chúng ta có thể chiến thắng hay không? Làm choáng nhưng mà đã bị khép góc rồi. Không xong rồi. Bên bé bảng của tôi thì không thể nào mà đó sức lại xin luôn nha anh Cường. Ok luôn. Cái ông Lê Xin này, chúng tôi phải bã thủ. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Bán thằng Ven đi. Để lúc chúng ta tỏa sáng lại rồi. Z này. Kassadin. Ôi lại cho gắt nữa. Warwick. Volibear. Rất sai. Từ từ nhá. Có thể mình sẽ bán thằng cho gắt. Warwick đi. Ủa nhóm này nhiều 3 sao thế chờ. Hai con 3 sao luôn kìa. Nhưng không sao, chúng ta đã có Z thì có thể làm gỏi hết. Vài phát cào thôi là chúng ta tiêu diệt được rồi. Anh em cứ lên 3 sao đầu game đi, chúng nó sẽ biết lễ độ. Kha'Zix này, mong sẽ lên được Kha'Zix 3 sớm. Chó gắt hai luôn. Trời ơi tuyệt vời ông mặt trời. Z này, Z 3 sao, what the fuck. Rồi xong rồi. Anh em chuẩn bị được chơi ngưỡng cái sức mạnh của Z 3 sao rồi nha. Sức mạnh của Z 3 sao. Ok. Thiếu một cái slot đấu sĩ nữa à. Cái tên hồi nãy là mình tính là mình chơi cái con Warwick cơ. Nhưng mà Warwick mình cứ nửa bán nửa không chơi. Ui trời ơi 3 sao kìa. Cao thế này là chết con người ta rồi. Cao phát nào là 1000 đam phát đấy. Chết rồi. Hỏng. Chắc là mình sẽ... Trời ơi bây giờ đấu sĩ nữa à. Chắc là mình sẽ chơi thêm cái con Blitz nữa đi. Nãy giờ bỏ qua nhiều tên Blitz quá anh em ạ. Ui Leonardo ngon kìa. Leona có gươm vô danh luôn. Gươm vô danh là thích hợp cho những bạn nào mà chơi đấu sĩ. À đâu, chơi kiếm sư. Blade Master. Không ai chọn sao? Không ai chọn luôn à? Chê à? Chắc là không ai chơi hệ kiếm sư rồi. Yusuke, Bisuke đang... Ủa, Bisuke không chọn. Rồi, đến lượt mình. Mình thì cũng không có chuyện lựa chọn rồi. Mình sẽ chọn thìa vàng đi. Từ từ thìa vàng đi. Không biết có cơ hội sử dụng cái thìa vàng này hay không đây. Nếu mà được có hai cái thìa vàng thì mình sẽ chơi thêm một slot nữa. Bán đi. Volibear. Kha'Zix. Warwick. Bye. Thiếu một đấu sĩ. Mình cứ tưởng là cái con mà con
Warwick của mình á, nó dễ lên được 3 sao ấy, mà ai dè nó cực kỳ khó luôn. Rồi, cái bên đều là sát thủ. Nhưng mà dàn sát thủ của tôi nó mạnh hơn rất là nhiều. Trong khi đấy dàn sát thủ của tên bạn đang phải chật vật đi tiêu diệt những con đấu sĩ của mình. Theo như mình thấy là cái hệ này nó vừa có đam này, vừa có khống chế, lại vừa có gọi là độ trâu nữa. Cho nên là anh em nên thử cái hệ này nhá. Hư không, đồng sĩ và sát thủ. Ra. Tôi đang còn thiếu hai con Pai. Hai con Kha'Zix. Đây rồi. Bán thằng Warwick đi. Tôi chuẩn bị cho thêm cái con Blitz này vào thì chúng ta sẽ kích hoạt được hệ đồng sĩ 4 người. Tăng thêm 700 máu thì vậy. 700 máu. Ok luôn. Cho hệ gì đây? Cung thủ, hiệp sĩ, quý tộc. Thêm là đế chế nữa. Vẫn rất tiếc. Đội của tôi quá kinh khủng anh em. Không phải bình thường là nó gọi là quá kinh khủng. Cặp đối thủ nào thì Z3 sao của tôi thì cũng gọi là cao. Cả 1-2 phát là chết ngay luôn anh em. Không nói nhiều, mình sẽ cố gắng bôi cho con Z này thêm cái vô cực kiếm hoặc là cái đại bác liên thanh nữa. Sẽ cố gắng thôi nha, không là sẽ được. Blitz đây. Tôi có chơi một cái game mà chơi 2 Z2 đại bác liên thanh và có thêm một cái vô cực kiếm nữa thì nó đứng ở một cái chỗ như cái con Z của mình hiện tại này, nó không cần di chuyển luôn, không cần, tại vì cái con những cái con sát thủ anh em khi mà nó có được đủ tầm đánh rồi nó sẽ không cần bay nữa, không cần bay, không cần tàn hình bay nữa, chỉ cần gọi là đủ tầm đánh rồi đấy anh em thấy không, con Z của mình bây giờ đủ tầm đánh nó không bay này, trong khi con Kha'Zix và con Pai kia nó phải bay. Đấy, đấy là một cái lợi thế dành cho những cái con có sức mạnh. Anh em biết tại sao mà mình chọn Z thay vì Akali không? Tại vì Z thì cái skill của nó thì theo hàng thẳng, còn Akali thì nó sẽ theo một cái hình vòng tròn thì vậy. Đấy, mình thích con Z này hơn. Con Z này, vì con Akali thì nó một khi mà nó xài skill á, nó không đứng xa được, phải tiếp cận, nó xài skill. Còn Z này thì có thể xài skill xa luôn nha. Cái bây giờ tôi cần là cần thêm một cái cung gỗ nữa. Thử úp cho con Z. Ok, ui Blitz. Ê, ông này chơi hình như là 60 lùn rồi thì phải. Anh em thấy không? Hơi lùn của tôi đâu bị hụt đâu, có bị hụt đâu. Mấy thằng khác bị hụt thôi, chỉ còn Z được. Không bao giờ hụt. Cao Z. 50 tiền ngay. 82 tiết. Trận này mình sẽ gọi là mong là sẽ giữ được cái 82 tiết về đến cuối trận đấu luôn. Ok, không có rồi. Không sắc thôi. Blitz 2 sao. Bài Blitz. Tôi thấy tôi đang thiếu con gấu nhỉ. Thiếu gấu hai, à, lên một con nữa là con gấu 2 sao. Tuần tiếp theo chắc là mình sẽ lấy thiều vàng đi. Thiều vàng để cho gọi là đội hình nó thêm một con đấu sĩ nữa cho nó trâu thêm nữa. 1, 2, 3, 2, 4, 6. Hôm nay 6 người lùn này. Đây là một cái bản sao thôi anh em. 6 người lùn. Không thể nào né được. Đấy, đam chính của tôi là con Z mà. Mình carry hết. Carry. Carry. Trời ơi, tanh mà nó lại cao phát 1000 đam thì thôi chứ. Unbelievable.
Chán thế chứ lị. Blitz đừng có bụt dùng bỏ tôi nữa mà Blitz. Comeback. Ui, chưa kịp lên ấy luôn. Blitz. Ui lại có Pai nữa kìa. Nhiều Pai thế. Ui chưa. Tìm cái máu của con Rek'Sai này thôi. Nhìn muốn nghỉ chơi luôn mà. Nhìn nghỉ chơi luôn. Châu vậy ai mà chơi ở đây. Tôi chuẩn bị thêm một cái slot nữa nha. Thêm một slot nữa thì nó lại bá hơn nữa. Đã bà đạo bây giờ còn bá đạo hơn nữa. Tôi đang thừa một cái slot dành cho gắt 1 đi kìa. Tôi có cho gắt 1 thì nó có CC Blitz à. Xin lỗi mà. Comeback. Volley B3 chắc là không được. Volley B3 không được đâu. Ui. What the fuck? Tại sao? Tại vì sẽ dùng bỏ con Blitz này luôn. Éo chơi Blitz đâu. Một khi gọi là phanh không kịp anh em, phanh không kịp. Anh em chắc là hiểu cái cảm giác của mình mà. Ui Blitz. Con Blitz này nó hài hài sao anh em. Kéo cả dòng về luôn. Được quá nhở. Đồ đi đồ đi. Đồ. Kéo cái đồ luôn. À Shiba. Tại sao lại không có đồ. Buồn quá. Kha'Zix 3 này cũng được. Cho luôn đi tìm kiếm đi. Rồi ôi Blitz. Bỏ đi. Tôi tìm cho gắt hơn. Cho gắt đi. Ra cho gắt luôn. Không chơi Blitz nữa nha. Tôi đã bảo qua nó nhiều lần rồi. Cho nên là thôi. Không chơi nữa. Ok. Thế là xong luôn đấy. Trận này chắc quyết tử luôn rồi. Và trận đấu của chúng ta có vẻ như là kết thúc tại đây luôn rồi anh em. Một lần nữa mình đã cảm ơn anh em đã xem video của mình rất là nhiều. Và hẹn gặp lại anh em ở những video sắp tới nha. Tạm biệt.